Dạ, em xin chào bà con cô bác đã quay trở lại với kênh Quỳnh Phúc TV. Kênh em chuyên review về những vụ trộm cắp trên đường phố để cho tất cả mọi người xem để cảnh giác và bảo vệ tài sản của mình. Là tài sản ở đâu là mình ở đó. Xem hãy nhớ cẩn thận nha mọi người ơi. Và bây giờ em xin tất cả mọi người xem video. Có một người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường và bấm điện thoại rất say sưa, thì một người đàn ông bịt khẩu trang đội nón bảo hiểm đang tiếp cận vào bên trong ngôi nhà rồi kìa mọi người. Trời ơi trời, bó tay với tình huống này luôn rồi. Và hãy coi hắn ta làm gì nha. Rồi, hắn đang đứng ngắm nghía chỗ cái mùng, hình như là có món đồ gì trong đó rồi đó. Còn người phụ nữ thì cứ mãi bấm điện thoại, không để ý và hay ho gì tới luôn. Hết có biết rồi. Coi kìa trời, mọi thấy ghê không? Vô tới vậy mà còn không hay được đó. Và nó đã thò tay lấy đi một chiếc điện thoại ở chỗ đó luôn đó nha. Rồi, sau đó là bỏ túi. Và bỏ đi ra ngoài luôn. Người phụ nữ thì cứ nằm đó thôi, vẫn không biết mình đã mất tài sản rồi đó. Hên là nó chỉ lấy cái điện thoại thôi đó nha. Nó vô nó rinh mắt luôn người phụ nữ này cũng không hay nữa. Hết có biết tình huống nè mọi người ơi. Còn đây, một anh shipper đang đậu xe để giao đồ cho khách. Và chúng ta hãy tập trung coi tình huống này nè. Rồi, anh ta đang đứng trước cửa nhà để lấy đồ đưa cho người khách ở bên trong ngôi nhà nha. Thì hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Và bất ngờ xuất hiện hai tên trộm đi trên một chiếc xe máy. Nó đã nghía được anh shipper đang ngồi ở trong chiếc xe đang đậu để chìa khóa luôn đó. Rồi một thằng đã thắng lại, một thằng bước xuống rồi đó. Một thằng ngồi trên xe nha mọi người ơi. Hãy chú ý nó kìa, nó đang đi từ từ lấy chiếc xe rồi đó. Còn anh shipper này vẫn không hề hay biết mình sắp sửa sẽ mất chiếc xe và mất những món đồ ở trên đó luôn. Rồi nó đã lên xe bật chìa khóa và chạy đi. Anh shipper vẫn chưa hay nữa kìa. Anh ơi, mất xe, mất đồ. Rồi ảnh quay lại là đã gấp muộn ngày màng rồi. Anh tính thiệt rồi, tội nghiệp ảnh không? Giữa cuộc đời chơi bơi luôn rồi kìa trời. Còn đây một người phụ nữ đang đậu trên đường thì hai tên cướp đi trên một chiếc xe máy xuất hiện. Bất ngờ nó thò tay nó giật đi cổng dây chuyền trên cổ của người phụ nữ. Mọi người hãy chú ý và cảnh giác tình huống này nữa nè nha. Đó, thấy chưa, đeo cọng dây chuyền mà mặc cái áo kiểu đó, đưa cái cọng dây chuyền ra đó là món mồi ngon của tụi cướp giật. Sau đó nó giật rồi nó đi mất tiêu rồi. Rồi biết làm gì bây giờ, đứng đó la trời la đất thôi. Xem những video này là hãy nhớ biết bao nhiêu video rồi đó nha mọi người ơi. Đeo vàng thì nhớ mặc áo đồ vô cho kỹ kỹ đi nha. Đừng có để mà cho nó thấy. Rồi đó, xong rồi, tiêu luôn. Một người đàn ông bịt khẩu trang bất ngờ đi lăm lăm vào trong nhà người ta kìa, đứng nó nhìn, sau đó là nhìn không thấy ai và nó bợ đi một chiếc xe đạp rất ngon lành và nhanh gọn lẹ luôn. Thấy ghê chưa? Rồi sau đó là nó đi về. Quá trời quá đất rồi đó, giật đi. Còn đây mọi người hãy chú ý tình huống này, có bốn tên cướp đi trên hai chiếc xe đó, trong khi đó là có một đứa con gái nữa đó nha. Còn một người phụ nữ đang ngồi trên một chiếc ghế bố nè. Họ nó đi là bốn đứa. Người phụ nữ đang ngồi đã để ý rồi đó. Chị này chỉ quay lại chỉ nhìn kìa, thấy chưa? Trên tay là cầm chiếc điện thoại nha. Chúng ta hãy xem tình huống này nè, rất là nguy hiểm và hồi hộp và táo bạo của tụi nó. Và bắt đầu bây giờ hai đứa này nó đã đậu lại rồi đó. Chị này chỉ thấy nghi nghi rồi, nó cầm nguyên bình xịt hay cay kìa. Rồi chị đã đứng lên đã chạy vô trong nhà, nó bước theo nó xịt, nó nhào vô nó giật cái điện thoại luôn đó mọi người. Thánh thiện là trời,
Con nhỏ con gái nó ngồi trên xe luôn kìa, thấy chưa? Bốn đứa đó. Nó nhào vô giật chiếc điện thoại, sau đó là nó bay lên xe, là bốn đứa nó đậu thoát luôn. Quá trời liều luôn à. Giờ đây, một người đàn ông đã thấy một chiếc xe đang đậu trên đường. Giờ coi nó nè. Nó tiến sát lại chiếc xe. Rồi nó đập làm sao, nó đập cái kính xe của người ta. Nó lục lọi tài sản trong đó, nó lấy đồ trong đó luôn. Đó, thấy ghê chưa, nó đang núp ló kìa. Rồi đó, xong rồi đó mọi người. Banh cái kính xe đó. Rồi nó lấy đồ ra kìa, thấy chưa? Trong đó là coi có đâu mấy trăm triệu á. Cái chủ xe này mới đi rút ngân hàng rồi để trong chiếc xe này nè. Rồi đó. Vậy là nó lấy đi mất tiêu luôn đó. Thì ơi, ai mà có tài sản đừng có để trong những chiếc xe như vậy nghe trời. Nhớ chú ý nghe, rồi thấy không? Còn tiếp sau đây, một tên trộm rất nhanh đã tiến sát vào bên trong một chiếc xe đang đậu bên hông một ngôi nhà, nhưng không ai chú ý và rất là chủ quan tình huống này. Nó đang bẻ phá chiếc xe rồi đó. Đó, thấy chưa mọi người ơi, đừng có ý y và chủ quan nha, đậu xe kiểu này nha. Xe đâu là người đó đi, người đó là xe đâu. Tài sản mình ở đâu là mình ở đó. Sau khi bẻ phá xong thì nhiệm vụ của nó thì chỉ có dắt xe và ra đi. Thấy ghê thiệt mọi người ơi. Có vẻ cũng lâu lắm nha, nhưng cũng không ai phát hiện hết rồi đó. Là chuyến này mới thành công rồi. Rồi dắt xe, xe ra dọt. Thấy chưa? Thấy dễ dàng không? Vậy là mình mắc của rồi đó. Còn gì nữa đâu. Một nam thanh niên đang đi ngoài đường, nó đã nhìn vào bên trong có một chiếc xe điện và chiếc xe máy. Giờ hãy coi nó lấy chiếc xe nào nha. Bây giờ nó đứng nó nhìn vào trong nhà là không có ai hết rồi đó. Nó đang nghiên cứu tình hình. Nó đã bước vào bên trong rồi. Nó đang lưỡng lự. Và nó đã chọn chiếc xe điện rồi, dễ ăn hơn đó mọi người ơi. Và sau đó rất nhanh nó dắt chiếc xe đi. Mà không có một sự phản kháng của bất kỳ ai, chỉ có camera quay lại được thôi. Có một người phụ nữ vào bên trong đang đứng mua đồ với một em nhân viên, thì xuất hiện một người đàn ông và cùng một cháu bé, đây là chồng của người phụ nữ đó đó. Chỗ này là bán giày dép với quần áo nha, và hãy coi để ý người đàn ông này, hãy tập trung vào người đàn ông này thôi. Và bây giờ nó đang tiến sát lại một cái tủ bán dép. Rồi, nó đang lấy đôi dép xuống đó. Đó, nguyên đôi luôn kìa, thấy chưa? Rồi, nó mới mang đôi dép mới vô, nó để lại đôi dép cũ đó tại chỗ đó. Còn em nhân viên thì dưới người phụ nữ kia thì đứng đằng kia, em nhân viên không hề hay biết. Bây giờ nó mới đi ra bên ngoài cổng. Và hãy coi này nha. Bó tay thì trời trời, vô đây mà cũng ăn cắp nữa. Hết biết đường nói thì quá trời quá đất, chỉ có đôi dép thôi. Sau khi ra ngoài đó, đôi dép cũ nó còn bên trong này, nó mới kêu cháu bé đó đó quay trở vô lấy đôi dép này đem ra cho nó. Và sau đó là nó ngồi nó chờ cô gái bên trong đi ra rồi nó đi thôi kìa. Đó, cháu bé chạy vô rất vui tươi và hồn nhiên không, thấy cưng chưa? Sau đó là lấy đôi dép của cha mình đem ra cho ổng thôi, không rất vô tư. Rồi đó, vậy là xong, nó chờ cái con nhỏ trong kia đi ra là tụi nó dọc đi ha. Ai mà buôn bán thì nhớ chú ý kiểu này nha, chịch là mắc đồ đó, thền tiêu luôn đó nha. Còn đây lại là một tên trộm mặc áo phát xanh nữa nè, nó không bịt khẩu trang luôn, cực kỳ là táo bạo ha, không hề bịt khẩu trang. Nó đi vô một cái sân trong nhà, bây giờ nó nhìn ngó xung quanh, trước mặt đó là có
chiếc xe điện luôn đó. Đi tới đi lui nhìn tình hình nữa rồi, chắc nó bỏ chiếc xe điện này luôn rồi mọi người ơi. Đây, bản mặt nó nhìn camera nữa kìa. Hello. Rồi, vậy là nó lấy chiếc xe đạp điện này là cái chắc rồi. Sau đó nó dắt chiếc xe này ra và dọc đi. Có hai nam thanh niên lợi dụng lúc chủ xe đang đậu vào đêm khuya. Hai thằng này nó bợ đi một cái kính chiếu hậu của chủ xe. Cực kỳ là điềm tĩnh luôn, thấy chưa? Ai mà có xe du lịch thì đậu cũng nhớ chú ý những cái kính xe mình nha, nhất là xe mắc mắc tiền đó. Bây giờ nó bợ hai cái kính hậu dữ lắm nha. Đó, bây giờ nó gỡ ra kìa, thấy chưa? Bà con cô bác xem thì hãy nhớ, trong bất cứ những tình huống nào hết đó, tình huống nào cũng xảy ra hết trơn nha. Rồi sau đó là hai thằng dọt đi đó.